Lâu quá mới gặp nha đại ca. Với mình hả? Dạ. Với mình hả? Chị Phương Hằng ơi, chị có thể chia sẻ về chú chút xíu ngày xưa như thế nào? Chú mới vô mà ách xuống rồi. Chú cũng là một người con lớn, chú cũng là người lớn về không có đi chung với chú nhiều, nhưng mà đi với cặp chú rồi quen các con của chú. Chú là con cho nên là hôm nay chú mất thì mình đi để hơi ca, để hơi ca. Nhiều lúc nghệ sĩ ta đi show nhiều cũng hơi ta hết rồi. Hôm nay là ngày cuối cho nên là mình đến để mình chúc một bé hương và hả đưa chú một cái ngày cuối để cho nó ấm áp, cũng là quen biết nó không có chú. Dạ, biết mặt hiện tại đang biết mặt. Hiện tại thì nghệ sĩ Phương Hằng ở đây đi chơi có một cái nhà cũng đông cuối và đây ngày mai là ngày 26/2/2022 lúc 5 giờ thì sẽ là đó. Em hay đi nghe Ngọc Anh, Ngọc Anh của cái lương Việt Nam chấm vn, giờ anh đi đi Na Uy rồi, có vợ anh đi Na Uy rồi, rồi cái chú Thanh Tú mất rồi anh đi luôn, kêu em chạy lên, em từ Sóc Trăng em chạy lên. Ok. Dạ. Rồi thành ra đêm cuối thôi em chạy lên luôn đêm cuối. Dạ. Ngọc Anh bây giờ nó bên Na Uy có vợ bệnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô sẽ chơi thôi phải không? Sau này là ca không được, sau này là ca không được, nhưng mà chỉ là đơn, chỉ có mình chỉ là tới giờ vẫn ca hơi dài vẫn được, vẫn giữ giọng được. Sau đó là thánh lễ, thánh đường giáo xứ Phao Lô.
đó linh sự từ tháng 8 tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương cả nhà. Thì thì tối hôm qua thì có nghệ sĩ nhân dân Thanh Tố nè, nghệ sĩ ưu tú Phương Loan, nghệ sĩ Phú Quý, danh hài Bảo Tơ, ai danh hài Hồng Tơ, danh hài Bảo Phương, cũng rất là nhiều nghệ sĩ khác, do những các nghệ sĩ đó xuất hiện trên TV cho nên là chúng tôi cũng tôn tên. Và để bắt đầu chương trình, Tú Thanh giới thiệu tới quý quan khách tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phượng Hằng. Xin cảm ơn. Hôm nay Phượng Hằng đến để chia buồn cùng với gia đình và cũng chia tiễn. Phượng Hằng cũng xin thay mặt từ gia đình xin chào đón nhà báo Cổ Gia Trường. À, mấy anh YouTuber, em xin nhắc lại mấy anh giúp nhà giúp giùm em và chào đồng đồng ra. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ tối đêm nay, Tú Thanh xin giới thiệu quý quan khách một giọng ca ngọt ngào và du dương trầm bổng, đó là tiếng hát của nữ nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên. Vâng, xin chào tất cả mọi người, xin cảm ơn rất nhiều. Chỉnh chút cho nó hay chút. Tú Thanh cũng xin hỏi anh YouTuber đừng có lắm bắt đầu nghiệp nghệ sĩ. Lắm cái đấy Phượng Hằng, em muốn chát chết luôn rồi. Dạ mình đứng đồng rộng rồi, tôi nó thoáng thoáng chút thôi anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Alo, 1, 2. Vâng, và để tiếp tục chương trình văn nghệ tối đêm nay, Tú Thanh cũng xin giới thiệu đến tất cả quý quan khách một người chú. Một người chú cũng là một người em thân thương của bố Tú Thanh, đó là nam nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm. Vâng, xin các anh cho quý quan khách chơi chú Minh Tâm một tràng pháo tay, xin cảm ơn rất nhiều. Kính đến dâm hồn của anh Thanh Tú. Nếu mà đúng ra sĩ Thanh Tú là ba Tú Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng, và đêm nay cũng là đêm văn nghệ cuối cùng. Tú Thanh cũng xin quý bà con cô bác thông